Chào mừng các bạn đã quay trở lại với TPS. Và mình đây, Tony Phùng đây. Chúng ta luôn nói về những sản phẩm Apple lúc nào cũng có giá cao. Nếu không muốn nói là giá cực kỳ cao so sánh với những sản phẩm cùng tầm các kiểu. Thế nhưng mà nếu như soi thật kỹ vào cái dòng Apple Watch nha các bạn, thì mình thấy là giá nó cũng không phải đến mức độ quá đắt. Đặc biệt là khi mà gần đây mình cũng đã bắt đầu tiếp xúc với một vài những cái đồng hồ cơ, thì mình thấy là một cái Apple Watch cũng bình thường thôi các bạn. Và đây là những lý do mình muốn chia sẻ một cách kỹ hơn trong video ngày hôm nay. Và bắt đầu ngay sau intro nhé. Đầu tiên đấy là nếu nhìn vào cái mức giá của một con Apple Watch Series 6 bây giờ ở bên Swan Store đang bán đâu đó khoảng tầm độ 6 triệu, 5-6 triệu gì đó, hay là 6-7 triệu gì đó, mình không nhớ cụ thể. Đường link mình sẽ để phía bên dưới, các bạn nhớ click vào nhé. Rồi Series 7 đắt hơn thêm khoảng vài triệu. Hay thậm chí với cả những cái dòng như đây là dòng thép này, đấy, khung thép các thứ hẳn hoi luôn này. Thì hiện tại con Series 7 45mm này nó cũng chỉ có mức giá vào khoảng tầm 13 triệu mà thôi. 13 triệu cho một cái đồng hồ thì nhiều anh em sẽ bảo là nó đắt, nó cực kỳ đắt. Nhưng mà thực chất ra nó không hề đắt nếu như so sánh với những cái giá trị nó mang lại. Và quan trọng hơn cả là so sánh với một vài những cái sản phẩm cũng có thể nói là cùng tầm, mang lại một cái thiết kế kiểu cứng cáp và nhìn một cái thiết kế kiểu nó xịn sò như này, thì nói thẳng ra là giá nó cũng không hề quá cao. Bây giờ mình sẽ phân tích từng thứ một để cho các bạn thấy nhé. Ok. À mà lưu ý là giá 13 triệu đây là hình như là hàng cũ, đã qua sử dụng bảo hành 7 ngày. Còn anh em mà muốn mua những cái option khác, ví dụ như hàng mới này, ví dụ như phiên bản LTE này, hay là mua thêm gói bảo hành các thứ, thì mức giá nó sẽ khác nữa. Nên là anh em cứ click thông qua đường link phía bên dưới tại Swan Store để mà tham khảo cho nó rõ nhá. Ok. Thế thì cái điều đầu tiên đó là con Apple Watch Series 7, ví dụ như con mình đang có trên tay đây đúng không, thì nó mang lại trải nghiệm thực sự rất là tốt. Con này thì nó không khác gì so sánh với con nhôm hôm trước mình chia sẻ về mặt tính năng đâu. Tức là chúng ta vẫn sẽ có một cái màn hình các bạn thấy cực kỳ tràn viền này, và nó rất là to như thế này, nhìn cực kỳ là sướng. Chúng ta vẫn có cái thời lượng pin có thể nói là cực kỳ tốt so sánh với những mẫu Apple Watch trước đây, nó được tận khoảng 2 ngày này. Hay là nó cũng có sạc nhanh này, rồi là cái thiết kế mới này của nó thì nhìn nó cũng đẹp hơn, ấn tượng hơn. Hay là đeo lên trên tay thì cảm giác như kiểu các bạn đang đeo nguyên một cái màn hình viền cực kỳ mỏng để mà nhìn cho nó vô cùng sexy và cực kỳ đẹp ở trên tay của các bạn. Nói chung thì đây, mình thì đang gắn vào đây một cái dây theo kiểu dạng cute phô mai que. Nhưng các bạn cũng có thể thấy này, đeo lên tay nó vẫn cực kỳ là hợp luôn. Còn nếu anh em nào muốn theo kiểu dạng sang chảnh các thứ thì chúng ta có thể thay vào đây những cái dây kiểu là dây kim loại này, rồi là dây da này, các thứ nhìn cực kỳ chảnh chọe luôn. Apple Watch Series 7 thì kể cả là cái khung thép này, chúng ta cũng có cả những cái màu, ví dụ như là màu gold này các kiểu, thì để mà các bạn cũng có thể tùy chọn vào màu sắc ưa thích để mà chúng ta có thể lựa chọn cho nó phù hợp. Nói chung là mấy cái vụ liên quan đến khả năng tùy biến hay là thay đổi mấy cái phụ kiện dây rủng các thứ này thì Apple Watch nói chung bây giờ cực kỳ nhiều, các bạn không phải lo. Rồi nói chung là về cái vấn đề gọi là tính năng nhá, thì chắc là mình không cần bàn đến cái Apple Watch này nó như thế nào nữa rồi. Tại vì là nó cực kỳ nhanh, nó cực kỳ mượt, và dùng với những chiếc iPhone thì nó cực kỳ là thông minh luôn. Nói chung thì những cái đấy thì các bạn dùng Apple Watch các bạn có khi còn nhớ hơn cả mình. Nhưng bây giờ mình phân tích đến một vài những yếu tố khác. Ví dụ nhá, đây là yếu tố về cái phần case đi. Thì các bạn nhìn này, đấy là case thép của chúng ta. Ui, nhìn bóng không? Bóng loáng luôn, mình lau xong một cái nhìn cứ bị hấp dẫn. Nhìn mượt đâu ra đấy, nhìn thích dã man luôn. Nói chung cái cây thép này này, nó vừa cứng hơn, nó vừa xịn hơn, và nhìn nó bền bỉ theo thời gian hơn là cực kỳ nhiều luôn. Này, ví dụ như con đồng hồ này của mình này các bạn này, con này là Christian Vansen, giá tag của nó lên tới là 1.500 đô, tức là nó lên tới hơn 30 củ đấy. Thôi đừng có để ý cái mức giá mình mua con này có gần 8 củ thôi. Nhưng mà đấy các bạn thấy, cái công việc của chúng ta này cũng chỉ là thép các thứ thôi. Cái bộ máy đồng hồ các thứ này thì không bàn đến làm gì. Nhưng mà đấy, 1.500 đây, con này có mấy trăm đô này các bạn, kinh khủng chưa, khác biệt nhau nhiều chưa. Nói chung ạ, cái khung viền thép của con Apple Watch này thì nó nổi tiếng xưa giờ rồi về cái sự bền bỉ, về cái sự cứng cáp, về cái sự lâu dài sau thời gian các bạn sử dụng. Bởi vì cái kiểu mà khung nhôm á, chẳng may nếu như các bạn va đập vào đâu chúng ta còn lo bị móp méo, nhưng mà cái khung viền thép của con này thì nó cứng cáp hơn rất là nhiều, và nó khiến cho các bạn yên tâm hơn cực kỳ là nhiều luôn. Và đấy cũng là một trong những lý do thực sự khiến cho cái Apple Watch mà sử dụng cái khung thép như này này được nhiều người săn đón này đến mức độ là như thế. Đương nhiên là cái mức giá nó chênh lệch khá là nhiều. Khung nhôm nó có khoảng 7-8 triệu thôi, mà khung thép này nó lên tới mười mấy triệu, giá có thể lên nó là gấp rưỡi, gần gấp đôi.
chỉ bởi vì cái phần khung này. Thế thì rõ ràng là nếu như bạn mà cần một cái Apple Watch để mà theo kiểu dạng đấy là đeo để mà sử dụng tính năng thì đây không phải là cái sản phẩm dành cho các bạn. Nhưng bạn cần một cái đồng hồ để mà đeo theo kiểu dạng bền bỉ, đeo vài năm trời, thì mình tin chắc là con Apple Watch Series 7 thép này này, nó mới là cái sự lựa chọn có thể nói là yên tâm hơn dành cho các bạn. Bởi vì kiểu các bạn đeo những cái đồng hồ bằng thép á, nó có một sự đầm nặng chắc trên tay, và kiểu đeo lên trên tay nó chắc cú lắm, chắc chắn lắm, nên là kiểu bền bỉ về lâu về dài cái cảm giác đấy cũng sướng hơn hẳn so sánh với kiểu nhẹ nhẹ của cái phần khung nhôm trên những cái mẫu Apple Watch thông thường. Đấy, nói chung đấy là cái suy nghĩ của mình mà thôi. Và khi sử dụng với những mẫu Apple Watch mà nó sử dụng cái khung thép này này thì có một thứ khác nữa cũng thú vị hơn, đấy là khả năng giữ giá của nó. Đấy, bây giờ mà các bạn nhìn vào những cái mẫu kiểu Apple Watch Series 4, Series 5, Series 6 mà nó sử dụng cái khung thép ấy, so sánh với cả mấy con cùng là Series 4, 5, 6 mà sử dụng khung nhôm ấy, mức giá nó chênh lệch nhau nhiều lắm luôn các bạn. Với cả kiểu các bạn cứ tưởng tượng là khi mà sử dụng cái khung thép này này, sau một khoảng thời gian dài mà nó không lo bị kiểu bị móp méo này, sứt sát, sứt sẹo các thứ này, thì kiểu bán lại sau này nó cũng dễ hơn rất là nhiều ấy. Nên đấy cũng chính là lý do vì sao mà mình thấy có nhiều anh em chỉ thích sử dụng mấy cái Apple Watch mà nó khung thép như thế này thôi. Đồng ý là cái mức giá ban đầu thì nó đắt hơn, nhưng mà chúng ta vừa có một cái đồng hồ đẹp hơn, chúng ta vừa có một cái đồng hồ nó bền bỉ hơn, mà sau này kiểu mình có muốn nâng cấp hay đổi sang một cái đồng hồ khác thì mình bán lại nó cũng dễ dàng hơn, thì nó rõ ràng cũng là một cái đầu tư mình thấy nó cũng xứng đáng hơn. Nhưng mà không thể phủ nhận được một điều đấy là cùng là Apple Watch Series 7, con nhôm có khoảng 7-8 triệu mà con này tới 12-13 triệu, thậm chí là 13-14 triệu, thì nó cũng là một cái điều mà anh em suy nghĩ cực kỳ nhiều đúng không? Đấy. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Chung quy á, với một cái đồng hồ thông minh đến từ thương hiệu là Apple, có thể nói là Apple Watch bây giờ nó là một trong những cái dòng smartwatch phổ biến nhất trên thế giới rồi. Thương hiệu thì cũng thuộc dạng là đỉnh trong thế giới những cái thiết bị đồ thông minh, mà nó có cái mức giá cũng chỉ loanh quanh đâu đó tầm khoảng mười mấy triệu cho phiên bản thép, hay phiên bản nhôm cũng chỉ có khoảng dưới 10 triệu. Thì cá nhân mình đánh giá thì nó không hề đắt. Tại vì nhìn những cái chiếc đồng hồ như này, chỉ là một cái đồng hồ để mà xem giờ thôi. Đồng ý là những cái phần cơ cái thứ phím trong này nó là những cái mà mình chưa tìm hiểu được. Nhưng mà mọi người cũng hiểu một điều là giá tác nó cực kỳ đắt, đắt lắm luôn. Có những cái đồng hồ chỉ khoảng vài triệu, có những cái đồng hồ hơn chục triệu, có những cái đồng hồ mấy chục triệu. Thì rõ ràng so với một cái mẫu đồng hồ thông minh, nó làm được nhiều thứ hơn. Đấy, nó có nhiều cái vui vẻ hơn, nghịch ngợm, thú vị hơn. Thì mình thấy nó không hề đắt, ít nhất là đối với những cái giá trị nó mang lại trong cái thời buổi công nghệ 4.0 như thế này. Nói chung thì mình cũng đang tập tành đeo đồng hồ cơ, nhưng chắc chắn là mình vẫn sẽ quay lại đồng hồ thông minh thôi. Tại vì cuộc sống của mình gắn liền với những thiết bị đồ công nghệ, mà cái đồng hồ cơ này chỉ đeo cho đẹp. Chứ nói thật với các bạn là nhìn cái quả kim như thế này, mình cũng không thể nào phản xạ nhanh được bây giờ là mấy giờ các thứ ấy. Nên là rõ ràng bây giờ chỉ là đeo cho đẹp thôi. Thì mình thấy là cái nhu cầu của mình chưa cần thiết đến mức độ như thế. Nên là ok, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà thôi nhá, mình chuẩn bị đeo lại đồng hồ Huawei đây. Ok, anh em nghĩ sao về Apple Watch Series 7 phiên bản thép? Cái sự đẹp của nó, cái sự bền bỉ của nó và cái giá của nó như thế thì có bị quá đắt hay là không? Hãy để lại ý kiến ở comment phím dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.